Tiết Trung Hãn Đao Hành là bộ phim kiếm hiệp được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật nam chính Từ Phượng Niên. Vì trốn tránh làm phò mã, Từ Phượng Niên được phụ thân sắp xếp để vứt bỏ cuộc sống vương giả, bước chân vào giang hồ, mài đao luyện võ, kết giao bằng hữu võ lâm. 3 năm sau, Từ Phượng Niên từ một thiếu niên giấu tài này đã lột xác, không muốn đi theo con đường mà phụ thân trải sẵn, càng không muốn tiếp nhận ngôi vị Bắc Lương Vương. Nhưng khi Từ Phượng Niên biết được người thân vì hắn mà hy sinh, trải qua thời khắc u ám của cuộc đời, cuối cùng hạ quyết tâm trở thành một minh quân, trị vì Bắc Lương, giữ cho quốc thái dân an. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Trương Nhược Quân vai Từ Phượng Niên, Hồ Quân vai Từ Kiêu, Lý Canh Hy vai Khương Nễ, Cao Vĩ Quang vai Trần Chi Báo, Trương Thiên Ái vai Nam Cung Phó, cùng một số diễn viên khác. Phim khởi chiếu ngày 15 tháng 12 năm 2021, trọn bộ 38 tập. Lịch chiếu phim cụ thể như sau. Trên app WeTV, tài khoản thành viên được xem 2 tập mỗi tối tất cả các ngày trong tuần vào lúc 19 giờ, bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 phim cập nhật 1 tập mỗi tối các ngày trong tuần. Ngày đầu phát sóng chiếu 6 tập, tài khoản không phải thành viên được xem mỗi tối 1 tập tất cả các ngày trong tuần vào lúc 21 giờ. Ngày đầu công chiếu phát 2 tập.